chở con bông của Phúc ra để cho nó xem con bò. Đôi con bò nó ăn ở cái dọc cái đê này. Nó cỏ ở đây để chỉ nó đây con bò nó như thế này. Đấy. Con chở nó ra cái chợ, thấy con lợn to, nó về nó lại tải con lợn to như cái xô. Đọc một cái buồn cười này. Nó chẳng biết so sánh nào nữa, một con lợn to như cái xô. Một cái xô thì ai người ta biết được cái gì, người hướng dẫn. Nó có bốn cái chân này, cái tai to này, mắt này, mũi này. Thích lắm, về vẽ vẽ. Đấy, cái chỗ này đẹp không? Ban ngày hôm nào mình sẽ đi một ngày, đi một đúng cái dọc này luôn, 6 km quay. Ban ngày nó mới đẹp. Chứ ban tối này nó long lanh, nó hiện được hết cái ảnh. Có thể mình nghĩ là bọn phải dự trữ những cái viên này để khi nó bong nó rất khó để mà tìm đúng cái viên mà nó đang ăn. Không, nó cắt hình khác nhau lắm, không giống nhau, màu sắc khác nhau. Cái hồi đấy là thằng xứ Bát Tràng ấy, làng Bát Tràng là rộn rịp theo một việc, cứ chỉ làm mấy cái mảnh ấy thôi, rất đơn giản chứ không có gì khó. Thằng ghép hay thằng tưởng ghép hay thằng khó. Chứ nếu không mà cứ để cái bê tông trong kính, nó trông nó đen như lô cốt rồi kính. Đây là nó bằng sứ thì nó có cái kiểu nó có màu nó đen. Làm phải làm sứ tông là chắc. Sứ có trẻ hết, toàn sứ có trẻ. Đất theo nó tìm đất rất là vừa phải. Thực ra trông nó hơi lộn xộn mà không có đâu có được. Mà nó có cái hay, nó rất là đa dạng, là tự nhiên. Thì đấy là ý thức thì người ta thực ra ý thức người ta cũng có, nhưng mà người ta nghĩ là nó ở chỗ này anh không đi thì tôi đi, tranh thủ đi cho nó nhanh để nó giải phóng đường, miễn nó không tắc ở đường. Đấy, đang cái ý tưởng đấy cũng được, mọi người có vẻ thông cảm nhau. Liếc thì ai cũng biết, nhưng mà cứ để đấy. Thử đi lên trên này nhá.
giờ nó lại ôm vào nó km mà hơn 6 km.